Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thảo rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm. Đó là một cái lô đất thuộc xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị một cái miếng đất có diện tích là 2,4 mẫu nha, 24.000m² nha tất cả anh chị. Có mặt tiền lộ xe tải 8 tấn lên đến 70m nha tất cả anh chị. Lô đất có diện tích là 2,4 mẫu 24.000m², mặt tiền là 70m nhân vô 335m nha. Lô đất này cách trung tâm Thạnh Hóa khoảng 7km theo đường chim bay nha tất anh chị. Cách quốc lộ 62 chỉ có 3km thôi. Còn đối với cách chợ Tân Tây là 4,5km nha. Lô đất này rất là gần quốc lộ 62 nha tất anh chị, chỉ 3 cây số thôi nha. Lộ xe tải 8 tấn nha tất anh chị. Thì đối với các anh chị khu vực Sài Gòn muốn về sở hữu xem lô đất này thì từ ngay chỗ Sài Gòn mình về theo quốc về tới thành phố Tân An theo quốc lộ 62 nha tất anh chị, mình về cây số km 24 nha, thì chỗ đó sẽ có đường kênh là đường kênh 24, thì từ đó các anh chị vào đất thêm 3km nữa, thì từ Sài Gòn về thành phố Tân An là khoảng 32 với 24 là 56 mình với 3km nữa khoảng 59km nha tất anh chị. Các anh chị khu vực Sài Gòn tới đất em lấy móc Nguyễn Văn Linh nha tất anh chị là 59km. Còn các anh chị khu vực lân cận á, Tiền Giang, Đồng Tiền Giang nè, hay là Bến Tre, các tỉnh gần của Long An nha, muốn qua sở hữu xem lô đất này thì cứ về tới trung tâm Thạnh Hóa km 24 hay là cây số 24 là em có thể dẫn cho tất anh chị xem đất được nha. Đất hiện tại đang canh tác lúa 3 vụ nha tất anh chị. Lô em xin nhắc lại nha tất anh chị, lô đất này thuộc xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Lô đất có mặt tiền là 70m nhân vô 335m nha. Rồi em không để cho tất anh chị đợi lâu, em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha. Chủ bán với giá là 200 triệu trên 1.000m² nha tất anh chị. 200 triệu trên một công, 200 triệu trên 1.000m². Thì đất như thế này thì sẽ mình bán theo là đo đạc thực tế của tài nguyên môi trường nha tất anh chị. Thì những sản phẩm đo đạc theo tài nguyên môi trường thì nói chung thì lộ trừ này kia, mốc lộ giới thì đều trừ hết nha tất anh chị, tính từ ngay chỗ bản vẽ nha. Trên sổ mình là cứ có diện tích là đo theo thực tế nhiều tính nhiều nha tất anh chị. Thì cứ 1.000m² hay là một công mình sẽ tính, bên chủ sẽ tính tiền cho mình là 200 triệu trên 1.000m² nha tất anh chị. Có mặt tiền xe tải 8 tấn là 70m nhân vô là 335m nha. Lô đất này rất là gần, thì đối với các anh chị khu vực Sài Gòn á, muốn về sở hữu lô đất này thì mình cứ về là khoảng 59km đó, em lấy móc Nguyễn Linh nha. Thì trên màn hình tất anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha tất anh chị. Ngang mặt tiền là 70m, em quét hơi thiếu tí nha, 70m. Xung quanh thì dân cư có nhà ở nha tất anh chị, điện nước thì có luôn. Nói chung là không có tẻ nhạt, không có thư dân nha tất anh chị, kế bên có nhà người ta ở luôn. Cho nên các anh chị nào mà muốn mình mua miếng ruộng để làm vườn đồ đó thì hợp lý luôn đó. Thì trong màn hình tất anh chị, đây là cái hướng của lô đất nha tất anh chị, hướng Tây Nam. Các anh chị nào phù hợp về hướng phong thủy hướng Tây Nam mua sở hữu lô đất này là ok luôn đó. Còn đây là cái khoảng cách từ ngay chỗ vị trí lô đất ra tới quốc lộ 62 nha, chỉ có 3km thôi nha tất anh chị, rất là gần. Thì cách chợ Tân Tây là 4,5km nha tất anh chị. Các anh chị nào muốn về ở mình đi chợ Tân Tây cũng được, còn không đi chợ Thạnh Hóa hay là gọi là chợ Tiên Nhân nha, thì mình về tới đó là theo đường chim bay là 7km. Hiện trạng ở nếu mình đi đường thẳng là cỡ 9km nha tất anh chị.
Thì các anh chị nào cảm thấy sản phẩm này ưng ý thì hãy mạnh dạn liên hệ vào số thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha tất các anh chị. Em sẽ tư vấn cho tất các anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền, phù hợp về hướng, phù hợp về phong thủy luôn nha. Rồi. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.